Kết quả Nations League hôm nay ngày 24 tháng 9, Anh và Đức về áo. Kết quả Nations League 2022-2023, Anh và Đức nhận thất bại với cùng tỷ số 0-1 trước Italia và Hungary. Sáng nay, ngày 24 tháng 9, đã diễn ra các trận đấu tiếp theo của vòng bảng UEFA Nations League 2022-2023. Tâm điểm của sự chú ý là các trận đấu ở bảng A, ba nơi Italia đối đầu với Anh và Đức đỏ sức với Hungary. Italia với lợi thế sân nhà đã nhập cuộc rất chủ động. Lối chơi chắc chắn của đội chủ nhà khiến tuyển Anh gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai lối đá sở trường. Trong suốt 45 phút đầu tiên, hai đội đều có cơ hội nhưng không tận dụng thành công để mở tỷ số trận đấu. Trong hiệp 2, Anh vẫn là đội kiểm soát bóng tốt hơn nhưng những đợt lên bóng của đội khách vẫn thiếu đi sự chuẩn xác ở những tình huống cuối nên chưa thể ghi được bàn thắng. Trong khi đó, ở phút 68, Giacomo Raspadori đã có pha xử lý bóng rất hay sau đường truyền của Leonardo Bonucci ghi bàn thắng đẹp mắt mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng của Raspadori giúp trận đấu diễn ra hấp dẫn hơn ở khoảng thời gian sau đó khi hai đội chơi ăn miếng trả miếng. Tuyển Anh có nhiều pha bóng tổ chức, tấn công tốc độ, nhưng những pha dứt điểm cuối cùng của đội khách lại không tốt. Chung cuộc, Italia giành chiến thắng 1-0 trước Anh. Chiến thắng này giúp Italia có 8 điểm, leo lên vị trí thứ hai bảng A3. Trong khi đó, Anh vẫn đứng cuối bảng với 2 điểm trên 5 trận đấu. Ở trận đấu còn lại của bảng A3, Đức dù có lợi thế sân nhà và được đánh giá cao hơn Hungary, nhưng đội bóng của huấn luyện viên Hans Dieter Flick đã gặp vô vàn khó khăn trước lối chơi phòng ngự phản công của đội khách. Đức để Hungary ghi bàn trước ở phút 17, nhưng sau đó không thể gỡ hòa, qua đó chấp nhận thất bại với tỷ số 0-1. Như vậy, sau 5 lượt trận, Hungary vẫn dẫn đầu với 10 điểm.